chào toàn thể quý vị. Ngày hôm nay tại trụ sở văn phòng CHAM sẽ diễn ra một sự kiện rất là đặc biệt. Đó là lễ ký kết giữa CHAM và một đơn vị tư vấn để đưa CHAM lên sàn chứng khoán. Và sau một quá trình tìm hiểu cũng như là thảo luận, và chúng tôi đã tiến hành đến một buổi lễ ký kết một hiệp định được thỏa hiệp để đưa CHAM lên sàn chứng khoán trong thời gian tới. Và trải qua quá trình sau 5 năm kinh doanh, chúng tôi đã khẳng định vị thế trong lòng khách hàng, đó là mang hương thơm đến chất lượng gần hơn đối với người tiêu dùng tại Việt Nam của chúng ta. Và để khẳng định rõ hơn nữa thì ngày hôm nay CHAM đã cùng với một đơn vị tư vấn để khẳng định rằng CHAM sẽ lên sàn chứng khoán trong 3 năm tới. Và mong rằng buổi lễ ký kết ngày hôm nay sẽ là một bước tiến mới của CHAM để CHAM lan tỏa hơn tại thị trường Việt Nam cũng như là vươn mình ra trên thị trường kinh tế thế giới. Và mong rằng ngày hôm nay sẽ là một buổi lễ ký kết thành công và diễn ra tốt đẹp để đưa CHAM mạnh mẽ hơn, phát triển một cách mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới. Và đến tham dự buổi lễ ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu về phía ban lãnh đạo đại diện công ty cổ phần, xin được trân trọng giới thiệu ông Võ Sĩ Đạt, tổng giám đốc công ty cổ phần Trang Bờ Vườn, bà Nguyễn Thị Thu Hương, giám đốc điều hành công ty cổ phần Trang Bờ Vườn. Và thưa quý vị, về phía đại diện công ty cổ phần Ultra Capital, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Mai Thanh Quang, tổng giám đốc Ultra Capital. Xin được trân trọng giới thiệu ông Diệp Gia Hoa, giám đốc vận hành. Và thưa quý vị, bằng khát vọng tiên phong cùng với chiến lược đầu tư và phát triển bền vững, thì công ty cổ phần Trang Bờ Vườn đã phấn đấu trở thành thương hiệu số 1 tại Việt Nam về nước hoa, nhằm đạt sứ mệnh mang sản phẩm tốt đến người tiêu dùng và giúp đỡ những người kinh doanh trà ổn định tài chính. Thì hai bên cũng đã đi đến ký kết ngày hôm nay. Tôi rất vui mừng và vinh dự. Mong rằng là sự hợp tác của chúng ta sẽ thành công tốt đẹp và đưa CHAM có vị thế trên bản đồ thế giới. Thật ra thì để đi tới một cái buổi lễ ký kết ngày hôm nay thì đây là một cái chặng đường rất là dài. Tới bây giờ thì đã là 6 năm nỗ lực và cố gắng của CHAM. Ngày hôm nay thì để đi tới cái chặng đường là sẽ IPO công ty và mang công ty lên sàn chứng khoán của Việt Nam. Và đó chỉ là những cái bước nỗ lực hơn nữa để khẳng định thương hiệu của CHAM và chứng minh được là CHAM sẽ làm được một sản phẩm cạnh tranh được với những cái thương hiệu khác trên thế giới. Ultra Capital hôm nay cảm thấy rất là vinh dự và tự hào được đồng hành tư vấn cho một cái thương hiệu Việt. Đây cũng là nhân dịp cuối năm rồi, nhưng mà chúng tôi vẫn được ký kết với một cái đơn vị có tên tuổi và lớn ở trên thị trường. Như về mỹ phẩm như thế này thì chúng tôi cảm thấy rất là tự hào, và chúng tôi cũng cam kết sẽ đồng hành và tư vấn để cho CHAM sẽ tỏa hương trên thị trường chứng khoán trong thời gian sắp tới. Bản thân Hoàng thì theo cái hợp đồng thì những ngày đầu tiên, sau đó anh em đã cùng nhau chia sẻ rất nhiều điều, và cái mà Auda tâm đắc nhất ở đây đó là chính là cái khát vọng của CHAM và cái sứ mệnh của CHAM mong muốn chinh phục không chỉ thị trường Việt Nam mà thị trường quốc tế bằng cái sự chuyên nghiệp, bằng cái kinh nghiệm của Auda Capital thì sẽ giúp cho CHAM như cái lời anh Quang mình chia sẻ đó là được tỏa sáng, được tỏa hương trên thị trường chứng khoán Việt Nam và có thể là quốc tế trong thời gian tới. Xin trân trọng cảm ơn.